theo thôi. Hãy subscribe cho kênh Triêu.
8 lạng. 8 lạng. Được rồi. Là nhiều đấy. 20.000. Có nào? Có các túi. Có ở dưới đây sao? Cái này. Được rồi. Hai cái được 10 cân tròn nhưng mà tính 19 cân thì là 1 cân bị. Lấy chân nào? Bao nhiêu nhỉ?